biết chú đang ở trong nước. Ôi, cập nhật nhanh quá. Không hổ danh là anh trưởng. Đừng có nói với tôi cái giọng này. Tôi còn biết mấy năm nay chú ở trong nước và làm những chuyện gì. Biết rất rõ đấy. Tất nhiên là anh biết. Tôi còn biết cả cái chuyến xe bị bắt là của chú. Em chả hiểu anh nói gì cả. Đến lượt anh cũng tính vờn thằng em dại này đấy à? Vờn qua vờn lại. Chứng tỏ mình lỗi thời rồi anh ạ. Cố gắng thêm chút thời gian, em sẽ nghỉ hưu. Tôi sẽ không tham gia vụ này. Vì cả tôi và chú đều biết tỷ lệ thất bại là không nhỏ. Mà thất bại là mất hết. Em tưởng anh có người thế thân. Ý chú nói thằng Hồng. Chẳng lẽ anh định để thằng mắt trắng ấy lại à? Anh đâu có tin nó hoàn toàn. Nếu nó phản bội thằng con đẻ và bà vợ anh sẽ ra đường đấy. Chú có vẻ hiểu tôi nhỉ? Em không hiểu anh thì ai hiểu anh? Hay là chú biết tính tôi đang nghĩ, cho nên chú bày ra cái trò phản gián này? Nếu em nói là không phải, liệu anh trưởng có tin không? Tôi là một người đa nghi, cho nên tôi không tin ai hết. Tôi chả tin chú mà tôi cũng chả tin thằng Hồng. Trong chuyện này ấy, anh trưởng chắc chắn sẽ phải tin một bên. Ít ra thì em không có xung đột lợi ích với thằng Khương nhà anh. Nếu anh giúp em có thể dùng thế lực của mình đảm bảo cho thằng Khương trong một thời gian dài. Nhưng nếu thằng Hồng nó không phản bội tôi thì sao? Thì càng tốt, không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đúng như phương châm của anh, giết nhầm còn hơn là bỏ sót còn gì. Lần này ấy, anh nên để cho thằng Hồng nó áp tải hàng. Chim non con ăn rất ròn. Người em tuy không duyên nhưng cái máu em lại điên. Đừng xa anh đêm nay. Gì mà phởn thế? Lâu lắm rồi em được quay lại chúng cũ. Có mấy cái miếng ghẹ ngon lắm, nóng hôi hổi nó đang chờ em. Tập trung vào mà lái đi. Mày nói tao lại thấy lo đấy. Sếp yên tâm, cái đường này lâu em không đi á, nhưng mà em thuộc nó trong lòng bàn tay luôn. Ê, này, dạ? Tìm chỗ xả lũ đi. Xả lũ? Vâng, nhất trí sếp. Ô, sếp ơi. Ô mà sếp ơi, ý em tưởng mình đang vội mà sếp. Vội thì cũng phải từ từ. Hôm trước mày nói với anh là mày ước mơ được chết khi mà tốc độ đạt đến cực điểm đúng không? Vâng, sếp. Nổ tung ở giữa đường luôn. Đấy, đứt 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 như thế này, sếp nó mới huy hoàng, sếp ạ. Thế mày theo anh được bao năm rồi? Em không nhớ rõ lắm đâu.
Nhưng mà hình như là đâu đấy độ khoảng 3 hay là 4 năm gì đó sếp ạ. Mày có biết là ở nước mình ấy, cánh tài xế mà phục vụ các VIP ấy, dạ, lên nhanh lắm đấy. Người ta gọi là cán bộ đường lối. Thì đấy, giống như là em với cả sếp ấy. Đi theo sếp thời gian ấy, em biết được nhiều điều lắm. Em học hỏi được nhiều lắm. Sau này sếp mà lên ấy, thì sếp cho em lên theo rồi nha sếp nha. Ừ, yên tâm. Sếp ơi, sếp ơi, em có làm gì đâu sếp ơi. Sếp ơi. Nhưng riêng với tao ấy khác đấy. Đừng, sếp ơi. Tao mà lên ấy thì thằng khác phải rất tiếc. Mày biết quá nhiều rồi. Tao đây. Xin giới thiệu với anh, đây là món mới của nhà hàng chúng tôi, có tên là chép vượt vũ môn, ngụ ý là vượt qua vất vả, lột xác hóa rồng. Tôi thấy anh có tâm sự, muốn dùng món ăn mang lại cho anh một chút cổ vũ. Đây là món nhà hàng mời, không tính tiền. Ừ, bất ngờ quá. Hạnh phúc của người đầu bếp là mang lại niềm vui cho thực khách. Tấm lòng của anh làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ. Xin mời anh và xin anh cho một chút cảm nhận. Chơi ngọt thịt. Có điều là anh cứ thẳng thắn á, vị nó hơi đậm, hoặc có thể là do tôi quen ăn nhạt. Tôi đã cho thêm muối vào món ăn để tạo đặc trưng. Không phải, ngày thường ấy nó cũng sẽ bình thường, phù hợp với khẩu vị của đa số thực khách. Như tôi đã nói ban nãy, vì muốn giúp anh gạt bỏ tâm sự nên tôi đã quyết định tăng độ mặn cho món ăn. Tại sao? Cho anh cảm giác tiếc nuối, kiểu giá như mà nó nhạt đi một chút xíu ấy, thì sẽ rất ngon. Cũng giống như cuộc đời này, không có gì hoàn toàn đúng ý cả. Một là chấp nhận thực tế, hai là bỏ đi. Hay. Xin phép anh, dưới bếp còn rất nhiều món đang chờ. Xin mời anh. Vâng. À, cảm ơn. Không có gì.